Đi mình à? Tí nữa mẹ con lên. Sao? Yeah. Sáng chị họ quay chưa ta? Chưa chưa. Nghỉ 2 ngày mưa tầm tã. Yeah. Có 3 ngày chứ không? Là cấp 3 là vẫn nghỉ thôi. Đúng Yeah. không? Yeah. Từ mẫu giáo giờ đến 12 đó. Còn sinh viên là vẫn đi học hả ta? Chắc vậy. Tự nhiên ngày nay nghĩ thấy thu quét rồi. Dạ, yeah, thấy đâu vừa đâu. Nhưng mà nghĩ thì khỏe rồi. À, mấy đứa này là thích nghỉ. Yeah. Nghĩ mới có thời gian đi nằm mụn đó. Dạ, yeah. Không bị chắc mấy tuần trước do con lười với lại bạn mà tuần để trước. nhiều quá nghe. Dạ. Yeah. Lười này là không được rồi đó. Nuôi nhiều. Thôi đã. Dạ, yeah, dọn lên đầu. Ừ, đáng nghe. Hồi trước bị mấy lần. Dạ. Bữa nay nhớ mập hơn hả? Có rồi con. Mập hơn đúng không? Lên ký rồi con. Lên mấy ký? Vài ký. Vài ký là mệt đó. Con đói mập rồi, thấy người đỡ mệt hơn. Dạ. Nằm nữa là xấu đó. Hôm nay vừa mới ăn sáng xong, hôm nay hiện trễ. Mập là sao đây không có giảm, khó giảm. Nha. Phải giảm cân đi. Không, thực chất con tập liên tục mà. Tập, tập chi? Tập sao anh trưởng. Ừ. Nhà tập thêm cầu lông nữa. Ừ. Có học trường chi đó. Học Scala. Ở bên chỗ mà cái số 1 mà. Đấy. Ừ. Ông nhớ cái số 1 mà. Được rồi, học lớp mấy? Chín. Cô cũng học là đó đó, cô con cô. Dạ. Lớp 6, 6 hình 2. À. Học trường đấy nhẹ hơn mấy trường khác. Dạ. Yeah. Hồi nhỏ trường à? Học nhỏ trường luôn đúng không? Dạ. Yeah. Chuyển cơ sở qua mấy lần nhưng mà vẫn học. Okay.
nhớ câu anh á. Dạ. Là hay đi nè. Dạ mà. Ông đỡ nhiều rồi đúng không? À, anh rồi. Ừ. Anh đỡ. Không? Ừ. Có ăn là còn bị sợ hay tội. Bên này mập gần giống anh rồi đó nghe. Ừ. Chứ con đứng lên cái máy cân nữa rồi. Con tăng ký nhưng mà còn đâu á, tăng mỡ nữa. Tăng cơ hả? Cũng lên đồng. Dạ. Yeah. Nhưng mà thấy bên này mập. Thấy bên này mập hơn mấy bữa. Vừa mới ăn sáng xong. Ăn sáng đâu mập đâu. Sáng xong mập đâu mà mập. Nếu mà ăn hơi hay nhiều thì con trẻ con ăn rồi con đi luôn. Mẹ con nói con đi thì nó không đi luôn. Cái mặt hình như bư hơn á, hay ngủ nhiều. Ừ, con cũng biết nữa. Ngủ nhiều đúng không? Trời đi ngủ quá mà. Dạ. Cái hồi trước là thấy cái mặt á, không có mập nhiều rồi. Người thì không thấy mập lắm. Bây giờ chưa cũng trễ. Hôm nay vậy chắc cũng vài tháng rồi. 2 tháng, 3 tháng chưa? Không nhớ nữa. Mẹ bắt mới đi hay là tự đi đây? Mẹ bắt mà con mấy ngày đi con thấy con nên đi lại nên ừ. Hôm nay con định đi rồi, định đợi anh về. Phải nói đợi. Ủa, anh đâu. Anh bữa nay đi đâu rồi hả? Đi học ở đâu à? Không, đi học thêm. Tưởng mà đi xa. Học thêm. Ủa? À, học thêm ít toán hả? Là cậu là học lớp chi rồi? Học gì rồi? 12 rồi. Vẫn trường đó luôn à? Dạ. Yeah. Như cấp 2 là... À, cấp 3 là... cái cơ sở khác đúng không? Cơ sở khác đúng không? Dạ. Yeah. Là cũng gần gần đó hả? Hay sao? Con nghĩ được gần, nghĩ nó sẽ cũng gần, không xa lắm đâu. Cấp 1 với cấp 2 là 1 đúng không ạ? Một chỗ đúng không? Dạ. Còn cấp 3 là chỗ khác đúng không? Dạ đúng rồi, chẳng nhớ như vậy. Cái này là có xe đưa đón hay là nhà đưa đi? Xe đưa đón. Thì gắn tiện. Dạ. Tự nhiên cho con nít, cho mấy đứa mẫu giáo nghỉ, mấy người là khóc thét. Dạ. Quá dữ. Mà không biết sao hát hôm nay đâu mưa gì cho lắm nữa. À, nghĩ sao mà cho nghỉ thú quét thì cái chứ. Dạ, hôm qua cũng đâu mưa nhiều. Đấy, ngày cần nghỉ thì không cho nghỉ hết. Dạ. Không biết bao nhiêu lần là thấy cái kiểu như đi rồi. Cái ngày mưa to gió lớn thì cho đi học. Dạ, sáu lần chứ. Sáu lần. Thứ sáu dễ sợ. Dạ. Mưa mà mưa khủng khiếp luôn. Ngập đường, ngập xá hết luôn. Năm trước còn đi tập ở tại thứ sáu lần chứ là lội về nhà. Lúc đó là trời đó mưa rồi, nhưng mưa ào xuống ngập ngày.
À, cái năm mà lục á. Năm chứ. Lậu về nhà luôn à? Dạ. Không lậu về là ở lại luôn. Ở lại không được vì nó chuẩn bị ngập vào nó mới sao. Không phải lo đi. Đi được xí rồi thầy trở về.